Chiều qua 25 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải năm 2022. Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã đến dự. Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện trong từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn ngành. Tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải đã trao tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ quyền cho mới và bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn năm 2021 và thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải năm 2021.